Chào các bạn, hôm nay tôi đi tư vấn phong thủy cho thầy Cường ở chùa Cương Xá dưới Hải Dương. Thông thường trước đây mọi lần đi làm phong thủy thì các bạn thấy là tôi ít khi tôi quay cụ thể trực tiếp lắm, vì thường mình bảo mật thông tin cho khách hàng. Tuy nhiên là vì có một số người ta giả danh là tư vấn phong thủy cho chùa Cương nên là tôi cũng gọi hỏi xác nhận với thầy, thì thầy chỉ tư vấn tôi, tức là nhờ tôi tư vấn thôi chứ không có ai nữa. Nên là hôm nay tôi làm full clip. Thầy đang đập sửa cái nhà mẫu gì đấy, giống cái clip short tôi cho các bạn xem cái cuộc trao đổi ngắn rồi. Công việc đầu giờ sáng là làm các cái đặt hàng của mọi người. Hiện nay thì chủ yếu là sinh cơ, có 5 sinh cơ và 2 kim tự tháp chuyển chân linh. Sau đấy thì đi đóng hàng tạo đơn cho những bạn mà mua buổi tối. Đấy, tôi cho vào giỏ hàng thì chủ yếu là mọi người đang đặt mua sách với cả mua bát hương, thạch anh vàng bốc bát hương chẳng hạn. Đấy, quay full để các bạn thấy cuộc sống của tôi luôn. Bây giờ xong là 7:30, mất nửa tiếng làm đủ các thứ xong thì bây giờ mới ăn miếng nguội của tôi, mọi thứ màu vàng này. Nồi tôi cũng đi kiếm cái nồi màu vàng. Thì bây giờ là 8:05, đi xuống xe mất 10 phút rồi. Đây này các bạn này, nó sẽ chỉ như thế này. Một bên là tốc độ chuẩn, và cái đường đi thì các bạn thấy là cái ông Việt Map này đang chỉ rất là linh tinh, phải vòng vèo, nhưng thực ra là đi lên là rẽ trái được luôn. Tôi là đang chuẩn bị lên cao tốc Hải Phòng, sau đó nó nhập vào đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Tốc độ giới hạn 80 km/h. Đoạn này thì mưa rất là to luôn. Rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Đến nơi rồi, các bạn đứng ngoài quay một cái. Lúc xuống xe thì có khách bên tập đoàn gọi điện nên là tôi sẽ tách ra làm clip khác. Hay là ví dụ thầy bốc bát hương xong thì thầy đây. Thầy đo xem. Đây thử đoan luôn đi. Đây có cắm hương chưa? À, hương vòng đây thì có rồi. Hương vòng thì sợ nó lại không có linh. Vâng. Đây là ai mới mất đưa lên? Lâu lâu rồi. Thiếp thầy lắm bằng khen thế. Nhiều lắm. Hoành tráng. Thường thực ra là cái que này này, que hương vòng này nó gây mất khí. Nhưng mà bằng gỗ mà. Cũng thế. Thế thì làm nào? Chỉ có hương thẳng thôi. Cái này thì tiện cho thầy là đỡ phải thắp nhiều. Thì hoặc nha, thầy học cái bọn tàu ấy, bọn tàu nó có cái răng từ trên xuống thì là lại không bị, tức là cái dây treo thì vâng đúng rồi, dây dạ. Treo thì nó mất công hơn, tôi buồn cười lắm, dây thẳng đậm, con tàu nó toàn làm thế đấy. Đây là cái không của nó thắp cũng vòng to, vâng cũng vòng to, nó thắp bằng hàng tám, nó để ở đây ngoài sân luôn đi thầy, có đúng cái chùa đấy. Đi vào Đà Nẵng thì là tôi cũng đã cúng cái hương vòng. Lâu không xuống, hiểu tượng phép nhỉ? Vẫn thế mà. Cái này là không làm riêng nhà vong chưa có. Chỗ này đang làm thì bị lỗi file, không thể thêm clip khác vào được, nên là tôi đành phải dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Không cho ăn nữa.